Đấy thì lần này không hiểu sao lại vẫn may mắn không với anh lại tóm về đi với con này. Thì cái đợt trước ấy, cái đợt trước là cũng được anh em trông thử con Lunette. Thì đợt này có cái siêu phẩm gần đây, nó siêu phẩm cũng hơi quá, nhưng mà nó là một cái sản phẩm mới và anh em nói chung rất mong đợi. Hay theo dõi trên YouTube và các thứ là chú Shizune mới ấy. Chú này thì tên nghe vừa nửa Mỹ, một nửa hơi hơi một chút China, Vivin Lab. Đây chính là Vivin Lab. Thì bên trong nó như này, bên trong là một cái vali rất là gọn, trông rất giống là kiểu tập quan hay gì đó. Vali khá là đẹp, chất liệu thì nếu mà mọi người nhìn sát lên tới đây thì sẽ thấy cảm thấy rất là quen thuộc, tại vì cực kỳ giống luôn đấy. Đấy, tớ có sự so sánh luôn. Đây sau đây mình sẽ để cái hộp xuống. Thì đây chính là hộp Brunet này. Nhưng mà theo cảm quan ban đầu thì hộp Brunet to hơn nhiều, tay cầm chắc chắn hơn một chút nhưng mà rất là to. Cái này thì anh em tự biết là đi di chuyển lúc làm việc thì rất là khó. Hộp rất là to. Con này cô flip là khả năng là vừa, khả năng rất cao là vừa. Và nó trông để cắt dọc như này thôi. Nói chung là Jisoo đã đạt một tầm gọi là thiết kế mới về gọi là hộp đựng, lắng nghe người dùng, tương tác với người dùng rất là tốt. Từ đời mình dùng từ đời Jisoo phải từ đời đầu tiên, nói là đời V1 cũng đúng, đời V2 xong rồi kể cả con 2 xong rồi bây giờ là con này, thì thiết kế hộp của Jisoo để cúp xe rất là tốt và mang vác thì có vẻ rất là dễ dàng. Brunet thì tôi mình không tạm nói về cái ruột bên trong thì Brunet quá to, từ rất là xuống này. Có hai góc ở đây, là rất là kỹ. Brunet có một lóc, bên trong là như thế này. Đấy, anh em có thể nhìn này, bên trong khá nhiều đồ. Thì từ chiều cũng có mấy cậu bạn mình livestream về cái này rồi, nên anh em có xem là biết bên trong này rất nhiều đồ, rất là hay. Đây là cái đế led của nó đấy. Xong rồi có một cái chân đế từ ngày con 2 giờ là anh tặng luôn cho mình cái chân đế khá là ngon. Xong rồi đây là body của nó, body này. Cái điểm hay mà em vừa cầm lên thấy con này chính là Jisoo cực kỳ lắng nghe người dùng. Tất cả những cái mẫu của các cái trục roll này, pick hay là tin đều có lock cả, đều có mút lock. Lóc này bỏ luôn rất đẹp đó. Ok, lóc này em cứ ngắt rồi em cũng lắp nữa này, mở lắp này. Cái này mà lúc di chuyển là lợi hại lắm, có thể anh em cũng không cần dùng cái này mà nhét thẳng ba lô luôn cực kỳ ok. Tất cả những cái trục đều có lắp hết, thậm chí người ta làm rất là kỹ, có cái miếng gọi là cao su hơi cũng teo một chút. Ở đây chính là cái miếng này đó, rất là bé tí luôn, nhưng mà cái này là lắng nghe người dùng cực kỳ luôn. Anh em rất hay hiểu là vì đập đây mà xước đúng đồ này. Mình đã từng thấy là có mấy anh đi quay cùng với mình mà phải dán rất là kỹ, dán skill cho con này thì trông hơi ho hẹ ho sòi, nhưng mà thế để làm thế để bảo vệ rất là hay. Tiếp theo thì trong này Jisoo nó cho chúng ta hai cục pin sạc thì cũng khá là giống đời trước. Pin đời này đã được pin này là 2600 mAh, đấy có hai cục. Tiếp theo là cái này các bạn thấy có quen cực kỳ giống Molinet, cái này cực kỳ giống Molinet. Những anh em nào không dùng brick chủa cho những cái máy như kiểu thời buổi này thì rất nhiều người dùng brick nhưng mà vẫn có anh em không thích dùng brick, thì cái này chính là để em có thể làm cao máy hơn một chút cho những cái len nó nặng chịu ấy, để đủ để cân. Thực ra cái này tôi nét làm trước và di dung học tập thì cũng đúng thôi, cũng rất hay. Tiếp theo chúng ta có một cái hộp một phụ kiện dây dợ, trong này chắc là hộp rất là hay, hai con ốc cho cái cục này cộng với cả một cái đầu chuyển USB Type-C USB Type-C này, dây connect luôn, dây connect cho Sony này, đấy 500.000 cái dây đấy. Xong rồi chúng ta có tiếp theo một dây
một đầu USB và một đầu Type-C, chắc là để sạc. Cái này một đầu mini USB và một đầu USB thường, rất là gọn, chỉ có 3 giây, không làm ngoằng như đời con đời 2. Thì bây giờ một tớ đi về vấn đề là sử dụng, đi sâu một chút, sẽ là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cân nó lại như nào, có giống Lumix Net hay không. Thì cho nên nhờ con Vũ là rất có kinh nghiệm thì cũng cần con Vũ hết không? Ok, cân nào. Bây giờ chúng ta sẽ thử cân con này trên đây là một body A6300 đen 10-18 của Sony và một bộ rig của Sony bán gỗ các kiểu pin biết đầy đủ. Okay, thì okay. Nó sẽ tầm khoảng đâu đó là khoảng một cân, tầm cân thì này chắc là được cân, chắc là một cân này cũng khá là nặng, cũng bôi là khá là nặng. Ok, bây giờ mình lắp cái tripod mini à? Chân tripod mini thì cũng đúng. Ngày xưa phải mua này chết luôn. Ngày xưa là mình có đúng không? Mãi sau mới. À đây, nhân tiện nói đến việc này, cái plate này của Zizun cực hay. Cái biện dạng rất hay thì sao? Tại vì như này nhá, đây là nhìn plate này, mang ra sát kia mình nhìn ngoài đây. Đây, cái plate này cực hay. Trông bề ngoài thì rất giống một cái plate cỡ size này vừa với của mặt ô tô này, cực kỳ vừa size với mặt ô tô. Nhưng mà khi chúng ta nhá, đây là lắp này, lắp rồi, tháo ra. Tháo ra rồi, sau đó chúng ta bóp vào đây. Đấy, điều kỳ diệu xảy ra là bóp vào đây, bỏ tay bóp này. Đấy, đây, ta cầm hai phần luôn. Quick plate ở trên. Cái này là quick plate. Quick luôn. Cái này quick của quick luôn, very quick luôn. Đó, ok. Cái này sẽ giữ cho máy của các bạn là vẫn đúng độ cân khi tháo máy ra nghỉ ngơi. Đúng rồi. Thậm chí là đang quay thì anh em mình có thể di chuyển đi địa điểm khác cả. Tháo ra lắp sau, lắp vào nó có thước đo ở đây. Rất là nhanh. Lắp đúng cái đoạn thước đo len và combo của mình là xong. Thế là lại bắt đầu chạy tiếp thôi. Bây giờ mình sẽ nhờ con Vũ thử cân con này. Xem cân con này WePin thì có cái thiết kế rất kỳ lạ là của Zizun đã thiết kế cho nó có thêm một cái trục ở đây. Thì không biết là có khác gì không so với các cái con khác. Tay cầm bây giờ tối giản mức độ là nếu bạn không lắp cái tripod mini này thì không có chỗ mà cầm tay thôi. Đấy, cực kỳ gắt là cái điểm này. Ví dụ đang đi quay mình nhảy cái tripod này, còn nhìn tay rất là trống. Đấy, rất trống thì chỉ chạy một tay thôi, rất buồn cười. Đấy. Ví dụ làm cái này chắc lắm. Cái tripod mini này cực hay luôn đấy. Không biết ông đây anh có bán lẻ không nhỉ? Chắc không bán. Con này, con tripod này hay luôn. Cái plate cũng hay. Plate này lắp vừa con đời 2 nhỉ? Có vui nhỉ? Chắc là lắp vừa đời 2 đấy. Ừ. Đủ luôn chứ. Chỉ có con đời 2 ra lắp thử. Có khi mình phải lắp thử đây đời 2 như thế nào. Đấy. Đấy, anh em có thể tháo ra xong lóc vào rất dễ dàng luôn. Đây là cái len vít rồi, vặn vài phát là lóc lại như bình thường. Cái pin này về cảm quan khi mà cầm lên thì thấy là cái chất liệu, mình thì không chuyên về cơ khí lắm thì cũng không biết đây là nhôm gì, nhưng mà sờ thôi, cảm giác đầu tiên sờ thì cảm giác là không xịn bằng mình ấy. Không hiểu sao mà cảm giác thế, nhưng mà đúng là cảm giác là nhôm không xịn bằng mình ấy. Cái nhôm này sờ nó hơi mỏng manh một chút, khá là giống đời V2, tôi thấy rất giống là đời nhôm V2 sờ nên cực kỳ dễ xước luôn. Tay cầm thì đời này là đã cho một cái lớp gọi là như kiểu da cao su giả da nên rất là bám tay, anh em không phải quấn bật tennis như ngày xưa, khá là chắc tay. Cái lúc lắp hay thật, lúc lắp các trục quá hay rồi. Lúc này là kiểu Lumix Net đời 2 mà phát triển ra nữa thì
đâu mình tạm gọi là học tập đi. Học tập đi luôn thì anh em mang đi đi làm kiểu làm nhanh trên đường phố các kiểu là yên tâm lắm. Còn Godinet thì cái trục rô này các bạn vẫn tinh chỉnh ở cái trục rô nó vẫn có bit tinh chỉnh được. Tí tớ sẽ đưa lại sau này để các bạn nhìn rõ hơn. Ở con Mibim này có một vấn đề là nó cái trục rô nó không cho kéo dài như ngày xưa nữa, mà cái phần kéo dài đấy sẽ thay vào là thay vào bán luôn, cái đỡ bán flat rồi, bạn có thể kéo ngang cả ngày đấy. Mình không hiểu lý do của Jizun khi làm cái này là gì, tối giản. Có thể là tối giản thôi, tại vì con này rất gọn, mình biết hơn thôi. Đây là phần chủ tiếp theo. Ok. Thì có vẻ là vẫn giống như mới hết, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Nó chung chung cái cấu trúc thế mạnh. Nhưng mà kiểu động tác cầm cân này thì trông hơi dị, tại vì nó lo cái cục u ở đây. Ok. Cái cục u là cái gì? Cái cục u này dị thật. Cái cục u này ấy, thì ở đây có một cục u này là một bước chuyển tiếp đấy chứ. Vít ở đây là nếu mà không nhầm là vít 3/8 và cùng cỡ cả cái chân chân mini tripod này. Thì bạn có thể lắp cái chân không phải để dưới đó, khi cân xong có thể lắp lên trên đây. Cầm kiểu phục vụ mấy cái góc thấp như này. Đó. Xong buộc hết. Xong rồi. Ok, đây là cái cân một cách hoàn hảo, khá là nhanh, phong vũ cân khá là nhanh. Con này thao tác có vẻ nhanh và nhẹ nhàng. Thì bây giờ phong vũ bạn lên thử bác nào. Con lên thôi. Ok. Rồi xem nào. Rồi LCD. Pin chưa lắp pin. Rồi anh em mải cân quá mà chưa lắp pin. Pin phần này không phải. Đây này. Cái phần U ra các bạn ạ. Đấy, được pin. Đấy, quên mà lại thành hai. Hóa ra là phần U là để pin. Đấy. Pin như con thỏ. Lắp ra. Này lắp pin này xong cái này chợt cảm thấy giống mấy cái đồ trên tưởng ngày xưa. Không hiểu sao. Trông lắp xong cái điều khiển ngày xưa kinh khủng luôn. Đó, ok, bây giờ vào đây nào. Ok. Rồi, màn hình vẫn thế. Giao diện của chú Jizun rất là to. Rồi. Vừa đầu là 1 PS. Đúng vậy. Ok, xem nào. Hình như là nó cũng đang bị lắp. Cái này có tiếng. Ok. Tôi sau đó có nhạc. Thử gấp vài phát xem nào. Không có thử gấp chân mà nhìn trông dáng kiểu pro như kiểu tôi nhé. Đây. Rất là gọn. Các bạn. Và sau nhẹ. Khi thấy quả cánh tay to này cầm con này, tôi thấy là chú này nó hơi chắc là không thể đánh đồng phân khúc được đâu. Quang Vũ phải tập tạ thường xuyên. Cái con này cầm mỏng manh kinh khủng luôn. Con này cầm nhẹ quá, con này cảm giác nó chỉ bằng 1/2 con Rolinet thôi về cân nặng. Mà con này cầm cầm cả Rolinet còn chạy lai rồi. Con này nhẹ hơn đấy, nói về cái mặt sức khỏe rất là ok. Nhưng mà trông nó rất là mỏng manh. Có này thiết kế với chiếc cơ rất là giống Lonnie này. À, có quả nút tạch tạch ở ngay đầu, kiểu có súng à? Ừ. À, mốt có giống không? Nhưng mà mốt có vẻ là khác. Mà lúc đầu vào nó sẽ là lock luôn. Và nếu mà mình giữ mốt này thì nó mới là full. Không biết là nó setting được. Thế thì anh thấy cậu này cậu giống như kiểu Nikon với cả Canon. Giống Nikon Canon ấy là chơi đi với nhau. Mình là dính bản quyền một chút. Nên bây giờ bình thường nhá, nên các bạn cầm cái đấy xong rồi ấn phát lắp là khóa luôn xuống đi đi thắt được đúng không? Thì con này được lại ấn thì mình bị phun cơ. Nhưng mà thật sự là với ai tay to như mình ấy, thì cái chiếc cơ này nó bé quá. Trong một đôi tay to này mà mình nghĩ cũng không phải tay to hay tay bé, tay vừa phải thôi. Tay ai muốn mà muốn Vũ cởi áo xem tay to mà. Tay to thật đấy, tay to thôi. Anh em của em biết Vũ đều thấy Vũ tay to mà. Đây nhá, là cái tay Vũ cầm này Vũ để ngang. Thì cái khi mà chạm được cái cò này vào đây, đúng không? Thì che nó LCD. Đúng không? Đúng không? Mình chạm qua tất cả những cái ngón tay của bạn dùng để mà đi nếu mà mình cầm kiểu này để điều khiển thì không thể nào với tay lên cái chiếc cơ được. Cậu này cậu ấy học tập Greenet thật đấy, nhưng mà cái nút này chắc là thiết kế hơi gỗ. Nhưng mà thấy ông Lê Anh cũng kể đấy, mấy cậu này cậu ấy còn ủ bí một con rất là to, đúng không anh Lê? Đúng rồi. Một con rất là to. To hơn đấy. Khả năng con này ra là demo để xem là anh em như nào thôi. Đó, các bạn thấy không? Một con motor, ok. Được, ok. Nhưng mà cảm giác nó thử sẽ thử qua qua một tí về độ design mà xem như nào.
Đây là cú hiểm bắt một tí nữa. Đây là độ delay này. Nhẹ nhàng hơn tí nữa, tốc độ chậm hơn chút xem. Nhẹ nhàng hơn tí có vẻ ổn hơn. Nhanh hơn chút. Còn thế không được. Thế này không được. Có vẻ là con này nó sẽ không có được cái sự mút trách như kiểu của Roninet. Motor pan rất là nhanh và khỏe. Con này hợp với anh em là thích cái nhẹ nhàng và tình cảm. À, từ từ nhá. Đi setup để tớ connect thử vào điện thoại xem có gì đó vui như kiểu Roninet không. Mình có điện thoại. Thế nhưng mà phải cắm dây đúng không? Cắm dây thì theo như anh biết ấy, thì là bọn này có hỗ trợ Sony rồi. Cái dây này chính là cái dây 500 nghìn nghèo của suốt mùa. Chính là nó ấy. Đầu 5 lít à? 5 lít, đầu rất là dài luôn. Đầu này là mini USB một cực dài. Tớ ngày xưa có gọi là hơi non tơ một tí là có ra chợ rời tìm nhưng không có cái đầu USB dài như này cả. Cái này cực kỳ đặc biệt. Đấy. Thì cái này chắc chắn là làm được rồi. Nhưng mà bây giờ sẽ connect vào app. Với của app thì sẽ có khác không? À, có một vấn đề anh em. Con này tớ tìm hiểu thì cái phần mềm Zizun Assistant ấy không hỗ trợ. Đấy, cái mà chỉnh được các cái trục roll pick và các tốc độ ấy. Ngày xưa ấy, là bây giờ sẽ không hỗ trợ cho WeBin. Mà bây giờ lại là cái Zizun Play ngày xưa. Đấy, Zizun Play. Zizun Play ngày xưa thì lại không liên quan gì. Nó chỉ là cho mấy con Smooth Q3 nó đó. Đó, tạm thời là như thế. Để cho anh nghe xem lại cái mình thử bẻ nhanh lại như lúc nãy xem như nào không? Độ delay vẫn thế. Độ delay cái này phải dùng assistant thì mình chỉnh cho. Có một cái nữa là nếu mà bóp như này thì rất sẽ dễ động vào joystick bị lệch gimbal. Xong lại phải ấn lại phát lại cho mình. Sao lại phải trả trigger? Cái kế này hơi buồn đấy. Có cái khe mà có cái buồn thật, công nhận. Cái app này thì khoan. Sau khi nhìn app này kỹ thì tớ thấy là có tất cả các chế độ chỉnh như setting mode kia nhá. Là POV này. POV được không? Có. Xong ăn rồi. Lóc rồi. Anh đang cầm vào cái gì đấy? Em chả cầm vào cái gì. Từ bỏ tay ra. Đây là đang full này. Full. Ở đấy từ. Nó chuyển màn hình đấy. POV. Ô không xoay luôn. Không xoay luôn. Tỉnh thoảng áp hơi lát. Đúng rồi, cái này chắc là áp mới cũng hơi lát một chút. Nhưng mà thử nhá, để mình vào lại setting xem như nào. Motor yếu như này thì nó được cái là chạy ngang sẽ rất mượt. Chạy ngang rất mượt. Với cả nhẹ như này thì cầm một tay rất là dễ. Với quả thể hình của con ngũ của cầm con này nhìn trông hơi cục. Dùng hơi vung tay. Con này có thể đánh đồng phân khúc với cả chú Club. Đúng rồi, Zizun Club. Chắc chỉ đánh đồng với Zizun Club thôi. Cái này không đấu được con Inet. Con này cũng lên Club. Sau khi tớ cầm xong thì tớ thấy là không đấu được Inet. Con này thứ nhất là mức độ tải cân sẽ không được bằng con Inet này. Độ tùy biến về setting sẽ cũng không được bằng con Inet. Con này theo nhà sản xuất khuyến cáo thì là 3 cân. Đây là cái Moinet rồi. Đó, mấy cả đấy, con áp con ấy rất nhanh nhưng mà không hiểu sao. Thế để mình thử lại đấy. Không có thử để hẳn chống bàn anh em. Đấy. Để nhá, để vào loading này. Đúng nhá. POV này. À, không nhận rồi. Màn hình thì POV thật nhưng mà không nhận thì đã nhận thật. Nếu mà POV đúng thật là nó phải xoay lại cười mình thôi. Đó, đây là vertical này, vertical rồi. À, một vertical rất hay. Một vertical này có thể làm Bararo. Cái này giống ngài ta. Đấy. Ồ, đẹp vui này. Bây giờ có lẽ là anh em hơi thắc mắc. Có ai có muốn thử quả này, connect thử vào đây không? Để em 360. Ừ. Thử quả này và lắp như vỏ hộp luôn nhé. Vâng. Đây là lý do của con tay kỳ dị. Lý do của cái u đấy. Anh chỉ nhấn nút vào đấy có cái khóa lớp của đấy.
cái mốt này sẽ rất tiện cho chạy góc thấp. Chạy góc thấp mà mình không phải bẻ tay nhiều. Chạy góc thấp cho có vẻ khỏe hơn đấy, đỡ phải bẻ cổ tay, cổ tay đỡ mỏi hơn đấy, về lắm ạ. À, bạn kỹ thuật bạn ý có nói là chú này có một cái chìa khóa ở ngay bên hông, đúng không ạ? Còn đi làm ai nhảy mất cái này là thôi đấy. Cầm một người mà không có lực luôn đấy, cầm yếu quá. Rồi có cậu em mà đi làm các bạn đi nhảy pin với cây, nhảy pin với là nhảy cáp, xong rồi không dám lấy cả con mà lấy đúng pin với cáp, sạc pin với cáp là đứt luôn. Ok rồi, ok thì con này là có để anh em nhìn sát hơn một chút thì ở đây có thêm nút như thế này, go này, coi ép lắp lắp lên lắp lắp không lắp, cả lên không lắp. Ok, rồi, em thử cáp nào. Anh em thử chơi con cáp của Jisung Hào Phóng tặng anh em xem như này. Lắp đi nữa nha. Rồi ok, lắp này. Lắp máy luôn này. Con này mà dùng ngon thì bọn roaming. Cái này tôi nghĩ là không thể nào làm kiểu roaming net hay killer được. Hơi khó đấy. Cắm đầu này một đầu đây thì dắt nó ra một cái vẫn là chữ L như ngày xưa, cũng giống như ngày xưa cái cáp là tầm nghìn kia. Anh em lít à? 5 lít. Anh em lắp cái này vô vẫn thế thôi, vẫn nối vào keyboard. Đấy rồi đó, ok. Đấy, ok. Rồi, ok. Nói chung dây dép chạy gọn hơn ngày xưa không? Ngày xưa chạy vòng vô kính. Ok. Bất tiện. Thế bật máy chưa là mình ngồi chưa? Rồi bây giờ chúng ta có bật máy ạ. Máy đi. Đấy chưa? Sau đấy nó bật hình bộ. Ok. Xem đây là mình vui rồi. Ok. Sau khi connect, chúng ta lại connect vào xem nó sẽ đi vào không. Cô connect lần này thì lại chậm hơn. Đó là được rồi, nhanh lắm. Đó là nhanh, rất nhanh. Nó có hiện cái gì lên màn hình không? Được chút. Đây, bây giờ mới vào này. Cái pad mặc định mối này là lúc này tôi nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ 1 đến 8. Từ 1 đến 8. Thì là pad mặc định của con Jisung này. Giống wifi với quán cà phê lười lười ấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta lại vào app Jisung Play. Rồi, connect rồi, xong hết tất cả rồi. Ồ, không có hình à? Wow. Sau khi vào đây, đây thử cho các bạn nhìn. Đây. Rồi, các bạn nhìn rõ không? Đấy, thì nhá, các bạn thấy điều gì kỳ lạ không? Chúng ta ở đây có khẩu này. Hiện lên chỉnh luôn thì anh chỉnh thử thế nào? Đấy, thử em có điều gì không? Có khẩu trên máy nhảy luôn này. Hơi delay một tí nhỉ? Có vẻ hơi delay một tí. Ôi, đóng F11 rồi, F bao nhiêu ấy? F11 luôn à? Ôi, trả lại F4 đi cho sáng. Chính xác luôn nhỉ? 6.3 này. F4 nhé. F4 luôn, okay. F4, ok. Ôi, hay phết nhỉ. Anh thử shutter thử thế nào. Shutter là cái nào ta? Ở đây. Đây là khẩu này. F4. ISO, thử ISO phát nhé. Ok. ISO. Ok, ISO cũng nhảy luôn. ISO bao nhiêu rồi? ISO 400. 400 luôn. Hơi delay một tí. Cháu xin lên ISO 1000 đi. Rồi, ISO 1000. Số sáng sủa. 640, hơi chậm. Ở đây ấy, okay. Cái trước này tôi nghĩ là phải làm số luôn ở đây. Ừ, đúng rồi. AI làm giao diện này rất là hay rồi, nhưng mà thiếu số đây, nó hiện ở bên này thì chả thấy vấn đề. Thiếu một chút số phải không? Rồi, white balance cũng được luôn. White balance rồi. Đây là 5K thôi mà. Rồi, tung stand này. Không có K à? Không có K. Ừ. Chỉ có đèn này, bóng râm, mây. Thế thôi, auto vậy. Automatic đi. Ok. Automatic cho vui nào. Ok, bây giờ còn gì nữa nhỉ? Grid, bài học gọi là cơ bản của những thanh niên mới chụp ảnh khá là vui ấy, có hiện hết luôn. Gì đấy? Rồi, đây là Kali,
Kali xích 6 bước kali ở noi luôn, xích sai luôn. Đây là gì? Information ở đây. Software của version này là 1.82. Ok, chắc là mới nhất rồi. Mới nhất mà vẫn còn không thấy cái gì nha. À, đấy cũng một vấn đề mà Quang Vũ nói mình cũng sực nhớ ra là theo như Zizun quảng cáo ấy thì mình sẽ view được trên này đúng không các bạn? À, đây là còn có zoom này, nếu mà không biết nối cáp cho lens Sony thì có zoom được không? Đó, bây giờ nối này là zoom được rồi mà. Nhưng mà này cũng là zoom trong đúng không? Nhưng mà phải những cái con mà như kiểu 18105 thì mới chơi được cái trò này. Ờ, cũng có thể, cũng có thể. Thế cái bên này là gì nhỉ? EV gì đây? EV này là xa gần nét mà. Có hình núi. Nét này, đây là nét này. Có hình núi này. Ờ. Rất là hay. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta cần ấy là view bố cục và hình ở trên cái điện thoại của mình. Như quảng cáo phải không? Như quảng cáo thì ở đây không có. Thì chưa có. À, có thể chưa có. Ok. À, không có. Chưa có nha. Ok. Rồi. Đấy thì sau khi trải nghiệm con này tớ thấy khá là vui về mặt vui vẻ đó, về mặt vui vẻ đó. Vali bé không, rất đẹp, cái này đáng giá, cái này cực kỳ đáng giá luôn. Không phải rất đẹp, không phải rất đẹp luôn. Chất xốp này là ngon hơn hẳn Roninet luôn. Chất xốp này đấy, thèm quá. Đấy thì có các cái chốt lóc ở đây rất là ngon, cục cao su lắng nghe người dùng. Mẹ của cao su này rồi lắm mẹ, có khi tí nhảy một chút học tập của Rinet. Ok, cáp kiếp thì Hào phóng tặng cho ba sợi luôn, đầu chuyển không, đầu chuyển vip khá là tặng. Nói chung là đấy, nói mới nhớ là phải mua một cái sợi và con đếch máy cho Rinet này. Sợi này cũng phải trả ngay lốp đấy, này là 5 lít tiếp rồi. 5 lít một cáp anh em ạ, rẻ thôi. Đấy, anh em đang giao đấy, 5 lít một cáp Rolex các bạn nhé. Nhớ nhé, Tokyo camera. Chỉ 5 lít. Đấy. Ok. Thì đấy, xong những ưu điểm gạch đầu dòng như thế thì ngoài ra thì anh xách cái vali Rolex lên đây. Đây, vali Rolex này. Thì tớ thấy yếu điểm của nó là chất liệu nhôm thì không bằng này. Build có vẻ kém hơn này. Build có vẻ kém hơn. Nhưng mà lại nhẹ cân hơn. Nhẹ cân hơn. Chân chân đế gọn hơn, gọn gàng hơn, gọn hơn, nhưng mà thiết kế nút là chưa hợp lý đúng không? Thiết kế nút hơi chán, để đi làm hơi chán. Thiết kế nút là hơi lởm. Đại ơi, ý kiến thế đại ơi. Đi làm này mệt lắm. Đi làm mệt á. Cầm lọn đấy cả lên. Ồ, thế một số nhưng mà một số anh em thì nói là nó nhỏ nhẹ và cơ động. Thì liệu ok không? Nhỏ nhẹ và cơ động thì đúng, ok, cũng đúng. Điều đó thì đúng. Nhưng mà nói về cái việc gọi là tùy biến đi. Tùy biến và setting. Như mình là một người rất là kỹ tính và khó tính thì em này chưa đạt yêu cầu. Mình rất thích cái menu giao diện của Roninet và cái setting của nó. Nếu mà bạn thực sự đã chinh phục được cái giao diện đấy thì bạn hoàn toàn gọi là chạy những cú rất là khó khi đi làm đấy. Rất là ngon rồi. Thì ok, hôm nay trải nghiệm ban đầu thì còn cái khúc vùi nữa, chạy góc thấp rất là sướng. Đấy ok, nhưng mà thấy ông chủ bảo là sắp đóng cửa hàng mà mình nói rất nhiều. Thôi buổi làm anh thấy thôi, anh em biết rồi, anh cân xong rồi biết qua là to lớn như nào rồi. Biết qua là nó có cái gì nhiều. Tớ thì cũng không phải là người dùng mồ hoành tráng đi, nhưng mà bọn tớ dùng cũng nhiều. Đó. Cơ bản là hai diễn viên bảo đòi về bây giờ đi uống rượu, khổ quá. Rồi, chào anh em nhá. Thôi, nghỉ thôi. Bye bye. Bây giờ